Con còn khá trẻ, mới chỉ 20 xuân thôi. Có một chiến tích là cô muốn khoe với thầy là con đã vật lộn được với chứng rối loạn lưỡng cực gần 4 năm và thật sự uống thuốc tâm lý không có hiệu quả. May mắn là con có cơ duyên biết được thực dưỡng ăn số 7 trong vài tuần là khỏe lại. Vậy là qua kinh nghiệm trên để chắc chắn hơn, con muốn hỏi thầy, các bệnh thần kinh tâm thần với dạng nặng như là trầm cảm, hưng cảm, vọng tưởng, lý giải theo nguyên lý âm dương thì cơ thể mình đã bị gì? Theo âm dương thì người này âm, đơn giản là bị âm. Và nếu mà nói axit và kiềm thì cái lượng axit nó đã gì? Đã phá hủy cái dịch ngoại bào. Thì cái dịch ngoại bào tức là cái natri và cái magie thì nó sẽ ảnh hưởng đến tế bào thần kinh, do đó nó sẽ phát tín hiệu không bình thường. Thì như vậy là không được sử dụng những cái thực phẩm giàu axit, và phải ăn những cái loại thực phẩm mà nó có tính kiềm là natri, là magie, và đồng thời nhai kỹ thì nó sẽ khôi phục lại. Với cái bệnh mà gì đó loạn lưỡng cực này là nguy hiểm. Một thời gian thì nó không biết là nam hay là nữ luôn. Nhưng mà trong mấy tuần mà khôi phục là phải công nhận người này có cái cách nhai cũng như là có ý chí tốt mới vượt qua được bệnh trong vòng mấy tuần đó. Chứ bệnh đó khó lắm. Bệnh đó rất là khó trị, và uống thuốc tây thì thua. Uống tây để làm cho thần kinh tê liệt, nó đừng có phát kiểu này, đừng phát kiểu kia. Thời gian là kể như càng lúc càng nặng chứ không bao giờ hết được cái bệnh đó.